Nếu muốn niệm Phật đạt định không xen tạc phương pháp ấn quang đại sư ngày dùng một đời có thể giúp chúng ta chúng ta có thể học tập phương pháp của ngài là ba thứ rõ ràng thứ nhất là niệm được rõ ràng tốc độ niệm phật không nên nhanh ấn quan đại sư niệm từng chữ từng chữ 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 phân minh rõ ràng lỗ tai nghe rất rõ ràng Nghe âm thanh bản thân niệm Phật Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy nhớ rất rõ ràng Phương pháp ghi nhớ của Ngài là từ 1 đến 10 Sau đó lại từ 1 đến 10 Diễn diễn là 1 đến 10 Không nên đến 11, 12 Không niệm như vậy 1 đến 10 câu niệm phật này của tôi là câu thứ mấy trong mười câu dùng tâm ghi nhớ không nên để lại dấu vết không nên nói a di đà phật một a di đà phật hai vậy là sai rồi như vậy là không được a di đà phật a di đà phật a di đà phật trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy như vậy tạp niệm sẽ không xen vào là một biện pháp rất tốt ấn quan đại sư một đời niệm phật chỉ dùng cách niệm như vậy có rất nhiều người niệm phật không thể nhiếp tâm vọng niệm rất nhiều đi thỉnh giáo ngài ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ rất có hiệu quả mọi người có thể thử thử xem Đặc biệt đối với người hiện nay, người hiện nay đều là tâm tính nóng nảy. Giọng niệm rất nhiều. Từ đâu mà có? Truyền nhiễm mà có. Thứ gì truyền nhiễm đến cho quý vị? Truyền thông truyền nhiễm cho quý vị. Đầu tiên là tivi, quý vị xem tivi hay không? Quý vị xem tivi chính là tiếp thu ô nhiễm. Phải biết trên tivi nhà quý vị viết bốn chữ tiếp thu ô nhiễm xem tivi là tiếp thu ô nhiễm ô nhiễm này là tâm lý ô nhiễm phiền phức rồi tivi nó có quyền phát sóng tôi có quyền không tiếp thu tôi có quyền không xem nó Tôi không xem tivi đã hơn 50 năm rồi. Vì sao vậy? Không tiếp nhận ô nhiễm. Không xem báo chí, không xem tạp chí, những thứ thuộc về truyền thông nhất loạt đều không để ý đến. Mỗi ngày xem kinh Phật, đọc sách thánh hiền. Rất tốt. Dần dần mới giác ngộ trở lại Mới thấu suốt trở lại Không đọc sách Thánh Hiền thì làm sao được Cho nên cách nói này có thể đem kinh giáo tịnh độ Nói một cách rõ ràng, nói một cách thấu đáo Làm cho mọi người tin tưởng Thật khó, khó trong những việc khó Nói dễ dàng người ta không tin tưởng Nên trong kinh Na Di Đà Mười phương như lai xưng tán thích tôn Ở nơi thế giới ta bà ngỗ trượt ác thế này Vì chư chúng sanh thuyết pháp tất cả thế gian khó tin Mười phương như lai đều nói khó tin Chánh hiện thử pháp diệt nan khai thị Thế Tôn ở trong kinh này nói Thật không dễ dàng Nếu như đây là pháp Khó gặp khó tin Tuy đã gặp đã nghe Nhưng nếu như không thể tin sâu Thì nghe được mà chẳng ít gì Cuối cùng cũng cô phụ hiện tượng này rất nhiều. kính thưa chư vị đồng tu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo hữu về những bài phát ngữ vô cùng quý báu được cung lục từ các bài giảng lớn của hòa thượng tịnh không. tập niệm thầm niệm trong lòng nghe trong tâm. Cách nghe này chính là cách phản văn văn tự tánh của quan thế âm Bồ Tát. Tính nguyện trì danh, đơn giản chỉ là một câu a di đà Phật này. Phải thường niệm. Mọi lúc, mọi nơi, đừng gián đoạn tập niệm thầm niệm trong lòng nghe trong tâm đừng niệm nhanh a di đà phật tốc độ như vậy là được mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng nghe cho thật rõ ràng nghe như thế nào tai phải nghe âm thanh bên trong không mở miệng niệm niệm thầm có âm thanh tai phải chăm chú nghe phật hiệu bên trong nghe cho rõ rõ ràng ràng, ràng niệm cho rõ ràng nghe cho rõ ràng quan trọng hơn bất cứ thứ gì bạn có thể nghe rõ ràng từng chữ một thì sẽ không có vọng niệm xen vào nếu mà bạn không nghe thì liền có vọng tưởng có tạp niệm sẽ phá vỡ hết công phu niệm phật của bạn đi vì thế nhất định phải nghe Cách nghe này Chính là phương pháp tu hành của quan thế âm Bồ Tát Quan âm dùng nhĩ căn Phản văn văn tự tánh Ngài chẳng phải nghe bên ngoài Mà Ngài nghe từ bên trong Quan Âm Bồ Tát tu pháp môn gì mà thành tựu vậy? Chắc hẳn cũng là tu niệm A Di Đà Phật mà thành tựu đấy. Đại thế chí Bồ Tát là niệm A Di Đà Phật thành tựu. Vậy Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng ngoại lệ đâu. Ngày nay chúng ta đem phương pháp của Quan Âm, Thế Chí hợp lại thành một. Chính là cái phản văn của Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta nghe cái gì, chúng ta chỉ nghe A Di Đà Phật. Những thứ khác thì đừng có nghe. Cũng tức là những thứ khác đều đừng để trong lòng trong lòng chỉ để a di đà phật những thứ ngoài a di đà phật ra đều không để trong tâm có công việc tới ta rất rõ ràng công việc làm xong rồi coi như không có việc ấy nữa tuyệt đối chẳng để những chuyện ấy trong lòng chỉ để a di đà Phật trong tâm mà thôi. Được vậy bạn ở trên thế gian này, bất luận làm công việc gì đều chẳng có chướng ngại. Lão hòa thượng Hải Hiền đã vì chúng ta biểu diễn trong sinh hoạt Phật hiệu không gián đoạn. Lúc ăn cơm không gián đoạn, khi mặc áo không gián đoạn trong công việc không gián đoạn bất kỳ làm việc trong các ngành nghề nào trong lòng phật hiệu không gián đoạn công phu này là vô cùng đắc lực dăm ba năm thì công phu thành khối rồi nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ nhược hữu kiến văn giả tất phát bồ đề tâm tận thử nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc nam mô a di đà phật cẩn dịch diệu hạnh diễn đọc trí lan (תיקון מס'